hai dân tộc mãi mãi đoàn kết gắn bó, dù tình thế giới có nhiều đổi thay. Đồng chí Sai Sổm Phon Phong Vi Hạ khẳng định thời gian qua tình hợp tác giữa hai mặt trận cũng như giữa hai nước Mỹ ngày càng phát triển sâu sắc. Hai bên đã phối hợp chặt chẽ triển khai thực hiện nhiều các hoạt động hợp tác, qua đó tăng cường đoàn kết, xây dựng đường biên giới hòa bình, diệt bớt này tám năm đi. Đất nước cũng đã phối hợp chặt chẽ với quan trọng Việt Nam và Campuchia. Thôi đừng tăng và tham gia các hoạt động diễn đàn đa phương, qua đó tăng cường đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân ba nước. Trước đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và đoàn đại biểu cấp cao Trần Trang đã đứng sẵn trực sẵn đi. Đã. Trần Trang đang dương ra đứng ở giờ cho vệ sinh minh phương là cái được chùm kín kẻ bọc mấy lần đi. Không kiêng nào. Không lạnh ngay này. Quá. Cũng trong giờ này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thăm, nói chuyện thân mật với cán bộ đại sứ quán, đại diện cộng đồng và doanh nghiệp Việt Nam tại Lào. Chứng mặt đều tốt chưa? Ông cử thăm hỏi tình hình đời sống, công tác của cán bộ, cộng đồng người Việt Nam tại Lào. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao cộng đồng người Việt Nam tại Lào đã đoàn kết, gắn bó, tương thân, tương ái, có nhiều hoạt động cụ thể hướng về quê hương. Hiện nay có khoảng 100.000 người Việt Nam sinh sống, làm việc và học tập tại Lào. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhận xét, dù là cán bộ sứ quán, bà con sinh sống nhiều năm hay những doanh nghiệp Việt Nam sang đầu tư tại Lào, ở mỗi lĩnh vực công việc khác nhau, nhưng cộng đồng người Việt đều có ý thức và trách nhiệm góp phần xây dựng vun đắp mối quan hệ đặc biệt Việt Nam và Lào. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cũng nhắn nhủ các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào Lào là hoạt động sản xuất kinh doanh trong nước đã tốt thì sang nước bạn càng phải nỗ lực làm tốt hơn nữa, phải làm việc nghiêm túc, giữ gìn uy tín với nước bạn, lắng nghe những tâm tư nguyện vọng và kiến nghị đề xuất của bà con kiều bào. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định Đảng, Nhà nước luôn tạo mọi điều kiện trên tinh thần chỗ nào khó khăn vướng mắc sẽ nhất trí ưu tiên giải quyết, đảm bảo thuận lợi nhất cho bà con. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đồng thời cho biết trong những cuộc hội đàm, hội kiến của lãnh đạo cấp cao giữa hai nước thì một trong những nội dung được đề cập là các biện pháp để tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt Nam tại Lào ổn định để có thể đóng góp tích cực đối với sự phát triển của nước sở tại. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cũng đề nghị Đại sứ quán Việt Nam tại Lào tiếp tục làm tốt công tác bảo hộ công dân, hỗ trợ bà con Việt kiều cho nhiều Việt Nam làm ăn hiệu quả. Sáng nay, được sự ủy quyền của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Phú Trọng, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đã đến thăm trường phổ thông trung học hữu nghị Lào Việt, ngôi trường là quà tặng của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam dành cho chính quyền và nhân dân thủ đô Viêng Chăn, bày tỏ vui mừng được đến thăm một trong những công trình tiêu biểu cho quan hệ đặc biệt Việt Nam Lào, thể hiện sự quan tâm đến thế hệ trẻ tương lai của đất nước Lào. Phó Chủ tịch Quốc hội tin tưởng thế hệ trẻ của hai nước sẽ mãi trân trọng, gìn giữ và phát huy truyền thống gắn bó, đoàn kết, chung sức chung lòng để xây dựng Việt Nam và Lào thành những quốc gia giàu mạnh, ấm no hạnh phúc. Vui mừng nhận thấy nhà trường đã có những bước phát triển mới cả về số lượng và chất lượng và có nhiều đóng góp cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống hai nước. Phó Chủ tịch Quốc hội mong các thầy cô và xây dựng trường tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, phấn đấu thi đua dạy tốt, học tốt, luôn xứng đáng có sự tin cậy của hai đảng, hai nhà nước. Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đã trao cho thầy và trò trường phổ thông trung học hữu nghị Lào Việt 31 máy tính để góp phần nâng cao chất lượng dạy và học của nhà trường. Đồng thời khẳng định đây là tình cảm của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đến nhà trường. Trong chuyến thăm hữu nghị chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào từ ngày 24 đến ngày 25 tháng 2 của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Phú Trọng, Việt Nam và Lào đã ra tuyên bố chung. Sau đây là nội dung quan trọng của tuyên bố chung. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư Chủ tịch nước Phu Nhân cháu sinh ra chẳng sai lầm lớn. Nuôi dạy bọn họ cũng chính là dạy ta. Không con gái khác. Không thể ngờ thần hầu của biết võ công của tàn phái. Ta đã
bị thất thân, không được đủ kim cao bất bại thành công. Nhưng mà ta đã luyện được thất công đại pháp. Công lực của người khác tu luyện cả đời đều bị ta hấp thụ. Ta cũng từng nhờ người điều tra tại sao võ công của ngươi tiến bộ rất nhanh. Tuy vốn là hoàng tử bất chiến, sau khi từ biên thành trở về, võ công của ngươi tiến bộ nhưng vẫn chưa tới mức tuyệt đỉnh. Không có những dễ dàng đánh bại được thất bại ngoan đồng của Lan Thông. Bây giờ ta đã hiểu rồi. Ngươi đã hiểu rồi. Lan Thông của Lan Thông ở bờ sông Thái Hồ quyết chiến 8 lưu phái. Sau đó 108 người của 8 lưu phái đều chết trên bờ sông Thái Hồ. Người biết bỏ họ không được cổ Lan Thông. Những chuyện này chắc chắn không biết trong sử sách. Bởi vì những người biết những chuyện này đều đã chết chết. Làm ngươi. Ngươi đã trả thù vào 8 lưu phái đánh đánh bỏ họ. Sau đó hấp thụ không được cổ 108 người. Trước mặt kia với giá họa cho cổ Tam Thông. Khi cổ Tam Thông tới bờ sông Thái, chạy vào trong rồi, chạy vào trong rồi, xuống xuống nhà dưới dưới đấy dưới đấy. Còn người xem trong bố đấy. Thay mặt triều đình đi truy bắt cổ Tam Thông. Hai đầu đấy. Nhưng mà ngươi không thể nào đổ được. Tố tâm vì cổ Tam Thông đỡ nửa chiêu của ngươi khiến ngươi ôm hận nửa đời. Đủ rồi. Thật ra có nhiều khi chăm nhớ lại chuyện này cũng cảm thấy hơi xấu hổ. Nhưng sau khi chậm tăng cơ gà chạy bên kia rồi, bên kia rồi. Gà bên kia là nhìn chưa? Sáu bọn tường là nhìn chưa? Thế lúc đó đấy, sáu bọn tường bên kia nó nghe kìa. Làm đấy á? Ờ, sáu bọn tường đấy, nó đang mưa bóc ấy. Mưa bóc về sau mình ấy. Bên kia bọn tường đấy. Sổ đang không. Nó mưa bóc từ bên phải, mình bóc sang đấy. Đưa Trương Bách Bảo đây. Hôm nay ta tới đây mắng ngươi. Hôm nay theo Trương Bách Bảo. Chậm biết. Tầm mua. Hổ Lăng Đường. Hai nhà đều uống người. Kiểu của Trung Hải đường chết. Chẳng đã đoán được ngươi sẽ phản bội. Đấy thôi kìa. 36 trên trang. Được rồi, tin rồi. Ngươi nhảy lên giám sát ngươi. Cái nhà 2 tầng. Đấy, đấy, nhà đấy. Đứng trong, bên trong cửa sổ đầu tiên đấy. Trung vô thị. Người mãi mãi không thể đạt hạng vũ thành công. Nhà đấy. Trước hạng vũ. Trong nhà đúng không? Đấy, trước mặt bạn. Sao mà từng đấy? Không phải xong mà từ đấy, mà từ bên trái. Xong mà từ bên trái, tay trái, đấy. Rồi nhìn thấy rồi, đừng có nói mà. Để nghe nghe từ chân nó. Tôi nhìn thấy chỉ rất nóng này. Chẳng đã đưa coi là sinh nhanh như con ruột chấm. Đồ sai, có thể nó sai này luôn. Không được giết nó. Không phải nhà đây đâu. Ý của thần hầu là chấm sẽ gọi đoàn sinh nhanh thì nói cho nó nghe tất cả mọi chuyện. Tạm biết rồi. Sao kể không này mà. Thần hầu, còn chuyện gì muốn dặn dò? Đấy. Nhưng mà ta không thích người khác gọi ta là thần hầu nữa. Sau này ở với Tam Thương Trang, đấy, 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 đấy. Người được gọi ta là Hoàng Thượng. Đâu rồi, mày đâu rồi? Dạ. Hoàng Thượng, ta là Hoàng Thượng. Nguyên mặt này quên. Chém gãy nhất chỉ còn một cây, không tệ. Chỉ còn một cây, với một cây không gãy, không có gì khác, có sẵn. Người có bốn cây, nhưng chỉ còn một cây không gãy. Ta chém ra, chỉ chết hai người. Ta có hai người còn lại, chắc chắn sẽ đâm thẳng vào cơ thủ người. Vậy thì chết chắc rồi, cho nên phản viện lên. Có khi nào đao pháp mà binh đang luyện không thích hợp cái tay trái không? Có. Một đao pháp này phải luyện ngược lại hết. Thật ra có mấy người đang muốn nói với mình. Nói đi. Khi đấy khi đại trong thiên lao, phụ thân ta chuyển lại võ công cho ta. Còn trong những võ công của đám đại không thái như trên đường ta, để cho bạn ta đã đọc được hết võ thì có một loại đao pháp ta vẫn không thể nào luyện được. Tại sao vậy? Vì loại đao pháp của người có tẩn đó. Theo như ta nhớ thì trong tám đại cao thủ có một người như là bị mất cánh tay phải. Rồi sao nữa?
khi ta được nó gặp phải một số khó khăn. Khó khăn gì? Bởi vì một đa pháp đó được sang trên mông của ta. Nếu như ta được nó thì phải vừa tồn ra, nhưng không hiểu sao từ lúc sinh ra chỉ nhìn thấy mông của mình là đang muốn đâu. Có hy vọng thì dĩ nhiên làm chuyện gì cũng thành công. Sau khi hạ đường chết đi, ta cứ tưởng là cả đời này ta sẽ không cười nữa. Đúng vậy, người đỉnh cơ không biết ta đi, dĩ nhiên là để thương nhớ. Nhưng chúng ta không thể cố thức này sống mãi trong quãng sống được. Khi người đỉnh thế giới của chúng ta đi, còn có rất nhiều thứ đang chờ chúng ta làm, chờ chúng ta đi nhiều lắm. Ta tin là hạ đường cũng không hy vọng. Mình sống ở thức này cũng đang mặc những... Em vừa lên mà có nhận ít bố không? Này, bây giờ thái độ không biết tên mình là cái mông của ta. Đây là bí mật giữa hai chúng ta thôi đấy, nhưng không phải nói cho người thứ ba biết. Ừ. Đứng sang bên này, cứ nhìn tay nó. Đừng vứt cây đấy. Ta
có thể thử cho con một đạn và hơn 100 đạn gần đây. Đêm qua anh đã lên bao nhiêu đạn đấy mà anh chắc anh không lấy. Ôi địch con mẹ chết nó rồi. Ít nghĩa vụ. Người này không ăn trẻ đi. Đã lồng thướng cảm đá. Kiều hứng. Nếu có thời gian phải nói chuyện với tướng công thật. Thế nhưng không còn ai. Rất nhiều chuyện sẽ không còn ai. Tôi không còn tướng nữa. Ta phải đi về đi. Cái gì con mẹ đằng sau luôn rồi. Sau bắn đằng sau đây, sau bắn mày cả. Nàng vẫn còn chắc chắn. Chạy vào nhà đi. Chết rồi. Ta không trách nàng. Một đạn nàng trách ta. Thế ra đứng cột bắn mày cả. Chạy tầm đá trước mặt đấy. Muốn trách. Chỉ biết trách bản thân nhé. Nếu như cả người. Ok ạ. Chỉ chung một đạn thôi.
mọi chuyện đã đơn giản hơn rất nhiều. Đồng quá luôn. Khiếp đã sai, Khiếp đã yêu hơn một người. Nàng không yêu cần ta, nàng chỉ yêu cần phụ ta thôi. Thật sao? Từ nay tâm trạng của ta không tốt lắm, không muốn chăm lợi thế nào. Nàng đi ngủ sớm đi, chẳng đừng hạ thiên nhiên. Người không phải là ta không hạ người. Chẳng phải ra người hắn, đại sự. Không phải chẳng đừng hạ, chẳng bị thiên nhớ. Đi ngủ sớm đi. Linh đâu? Bố em ăn ai? Vâng. Mọi thứ đều